Hello, xin chào mọi người. Thì trong hôm nay nó đã ra mắt bộ trang phục là Lữ Bố Đặc Nhiệm Squad. Thì mấy ngày trước thì nó ra bộ trang phục đó, 3 ngày trước thì nó ra bộ trang phục đó là John Đặc Nhiệm Squad rồi. Hai bộ trang phục này khá là đẹp nha. Và Lữ Bố thì còn đẹp hơn rất là nhiều. John thì rất là ít khi anh em gặp trong các trận đấu xếp hạng, nhưng thế nên là ít khi gặp được cái bộ trang phục là John Đặc Nhiệm Squad. Còn đối với Lữ Bố khi mà ra mắt bộ trang phục này, mình tin rằng là rất nhiều anh em mua. Đấy, một vị tướng rất là khỏe và sang đến mùa này nó có phần cơ động hơn rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ gọi là test thử anh em về bộ trang phục này và leo danh ở cái nick cao thủ The Ram. Ok, rồi. Đáng ra là sáng sớm nay mình đăng clip về vị tướng này rồi đấy, nhưng mà mình hôm qua mình thức muộn quá, thế nên sáng nay ngủ quên mất rồi. Thế nên là đành phải đăng clip này vào buổi trưa thôi. Ok, mong anh em thông cảm nhá. Chứ còn mình rất là muốn có các vị tướng hoặc là trang phục mới ra mắt thì mình có thể là làm luôn và giới thiệu bài cho anh em luôn. Đấy, để cho anh em biết được sớm nhất. Rồi ok, thì trang bị đầu tiên cho vị tướng này thì mình sẽ lên thương Lorinus nha. Cái thương long đầu tiên. Đấy anh em nhìn này, hiệu ứng này, hiệu ứng kỹ năng quá là đẹp. Đây, nhảy. Đấy anh em nhìn từ các hiệu ứng khi mà vị tướng Lữ Bố đã nhảy chưa? 3 lần nhảy, đấy. Rồi. Khá là đẹp nha, đấy, quật này. Thôi xong rồi, cái vãi các trưởng, chơi cướp rừng vậy, đùa. Chết rồi, hôm nay ngày chủ nhật đúng không? Thế này là gặp team khủng bố rồi. Cái này là gặp team đi chung với nhau rồi, ăn ý quá. L'Oreal phát đấy là lên bảng rồi. Thôi, ra luôn. Vãi thật. Thôi, đối phương té rồi, cướp được con búa xanh với được một mạng là quá là ngọt rồi, vãi thật. Thôi, tình hình trận này có vẻ căng thật. Trận đấu này thì thật sự thì team mình anh em nhìn là tanh thì có lẽ là có Alit và cuối game mình sẽ lên tanh, còn đầu game mình sẽ lên một chút sát thương để cho khỏe nha. Rồi, đây, chơi luôn, trời ơi. Rồi, té đi ông ơi. Bụng bự lại kéo mà phát thì đúng là ngu người thật. Đấy, anh em nhìn này, hiệu ứng rất là đẹp nha. Thật sự bỏ tiền ra để mua bộ trang phục này thì quá là xứng đáng, không thì phải tiếc rồi kìa. Thì nó đẹp mà. Nhìn bộ đặc nhiệm squad này. Đấy. Ăn mặc thì đây là mặc bộ rap, mặc một bộ giáp. Đây, mình sẽ đứng trong bụi này để xem nào. Thanh niên lên cao phát thịt luôn. Né xa ra không có rap. Grack lại có thể là kéo mình vào. Vào trụ nữa thì ngu người, chơi luôn nào ông ơi, chơi luôn, hay quá, choáng đẹp. Rồi, hack não quá. Xe kéo vậy, em yêu tôi vậy. Kéo vào Alit vậy. Rồi, đấy chưa. Một mạng ok, ngon lành. Rồi, chắc chắn con dòng này thuộc về team mình rồi. Ăn xong lên level 4. Khi mà đánh Lữ Bố thì rất ít khi phải biến về. Vì cái khả năng hồi máu của nó bằng cái chiêu cuối này rất là tốt. Kèm theo bây giờ nó được cơ động thêm bằng cái chiêu đầu tiên này, nhảy qua tường 3 phát liền cơ. Vậy thì cô mà đuổi đến Tết Tây. Đấy, né. Ăn kéo, biết lại. Rồi, may quá, chưa bị kéo vào trụ. Và phát đấy, Crack mà có chiêu cuối lại hút mình vào. Nó thì đúng là ngu người thật. Rồi. Anh em nhìn thấy bộ trang phục này thì nó khá là gọn nhẹ đúng không? Nhờ. Nhìn đúng như kiểu là cảnh sát đủ kiểu luôn. Rất là cơ động. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cái giày hậu vệ nhá. Thay cho giày kiên cường. Giày kiên cường cũng được, nhưng mà mình hay lên giày kiên cường khi mà gặp Gidu thôi. Còn hiện tại thì Grack cũng được, Grack có chiêu cuối cũng được, nhưng mà mình có thể là né được rất là dễ dàng với cái chiêu cuối của Grack, không dễ bị kéo vào đâu. Đấy. Còn đối phương thì ma lốc thì chiêu cuối mình vẫn thể di chuyển được, mình chỉ ngại mận nhất là đó là Gidu thôi. Mà trận đấu này may quá không Gidu. Team họ thì khá là cứng, rất là cứng. Vì có Grack, có Malok, có luôn cả... còn có một thanh niên tanh. Đây. Rồi. Có cả Athu nha. Đấy, team họ 3 tanh cơ. Malok, Grack, Athu. Rồi. Thế nên là trận đấu này nếu mà muốn thắng thì phải đánh thắng nhanh cơ. Từ phút thứ 13 đổ về là phải chiến thắng. Trước khi là đối phương lết đồ. Đấy, hiện tại thì team mình đánh khá là tốt, bị cướp con bùa xanh đầu tiên này, rồi mất một mạng đầu tiên này, thanh niên ngáo này, băng trụ, vào định không phải gọi là băng trụ, gọi là Nakroth
bỏ ta đây cơ động, ta đây cơ động double tap, thế nên là ta có thể là vào giữ trụ chứ. Nhưng mà cổ thân thanh niên vừa mới vào phát thì bị ngay cái câm lặng của Alice, không kịp rút ra luôn, nhảy vào không kịp rút ra, đùa. Thế là xong, cậu ấy câm lặng phát là bị tim mình hành luôn, thịt luôn, Alice làm choáng. Ok, con rồng thứ hai rồi đấy anh em thấy chưa, không nên nản làm gì. Đầu game thì mới đầu game bị cướp con bùa xanh xong rồi còn bị mất một mạng thì lao reo khá là nản rồi, nhưng mà thật sự thì cái đấy không hề vấn gì. Anh em cố gắng farm trở lại, tập trung trở lại đánh thôi thì chắc chắn sẽ xanh trở lại thôi, không có gì gọi là ấy cả. Không nên nản, đánh game mà không nên nản làm gì. Rồi tôi ăn kéo rồi, lần này tôi không cứu được đâu, vào giờ là bị ăn hút ngay rồi. Khổ thân quá, bé nhỏ như thế là còn bị hấp diêm. Rồi hay quá, trận đấu này team mình là hai áp cơ, có gel Jill Ma Phong 3 và với cả là L'Oreal. Rồi cứ đợi Karisi lên ca là mình thịt luôn. Trang bị tiếp theo là mình sẽ lên cái thương xuyên phá nha. Đây, hiệu ứng kỹ năng rất là đẹp, cũng giống như là cái bộ trang phục đặc nhiệm của đặc nhiệm squad của cái zone vị tướng zone thôi. Đấy, chuyên đi bắt cướp. Rồi đây, à thôi chạy nhanh vậy, thanh niên kia đổi thành bộ trang phục của Motot rồi. Té nó kéo bây giờ. Hiện tại thì mình mang bảng ngọc sát thương đi nha, chứ không phải mang ngọc tanh. Thế nên là đầu game là mình khá là sát thương khá là lớn. Đông quá, ba thằng ạ. Này thì chú này, ôi trời, còn lướt ra định chém anh. Rồi, đồng đội anh tới rồi. Úi giời ơi, Nakroth này lao vào đúng cái ổ đĩa của Alice. Rồi xong, chắc chắn chết. Còn tốc biến là chơi luôn, có chiêu cuối không phải xoắn. Ngại ngần gì vết bẩn, ok một mạng nữa. Đầu chơi luôn, băng trụ ông ơi. Tôi đã đỡ đòn cho. Tôi té ngay. Rồi double tap, thôi. Tí nữa thì vẹo thật. Rồi, rồng nào anh em ơi, rồng. Mình có chiêu cuối lại hồi máu rồi, không được gì xoắn cả, không gọi là hạn chế biến về. Lữ bố có dùng mana đâu. Đấy, nó chỉ cần có máu thôi mà chiêu cuối hồi máu quá là lợi. Rồi, khi mà bật chiêu cuối anh em nhìn này. Đấy, cái thanh kiếm gọi là không phải thanh kiếm nhỉ, gọi là cái gì, là cái thương à, cây thương của Lữ bố phát sáng lên đủ màu luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp. Mỗi tội là không có hiệu ứng biến về, đùa. Rồi, xin cái trụ thôi. Hiện tại phút thứ 7 rồi, team mình cũng khá là xanh. Đấu danh hiện tại khá là xanh như này là một lợi thế lớn rồi. Nhưng mà ăn lắm mạng cũng chưa thể nào thể hiện được hết là trận đấu có chiến thắng hay không. Thật sự anh em nhá, ăn lắm mạng còn chưa chắc chiến thắng đâu, chủ yếu là đẩy trụ thôi, chứ còn lắm mạng thì cũng không cũng chưa chắc được có thể chiến thắng được không. Ok, xin nốt cái trụ này nào, xin nốt cái trụ. Đối phương đánh nhau thì mình cứ ở đây mình đẩy trụ. Karisi này thì ngang này rồi. Bé ơi, bé lên bảng nhé, lên tạm bảng hồi. Rồi chủ nhật và không phải lên bảng trên trên lớp học thì thôi, lên bảng điểm số trên game Liên Quân Mobile. Ok, huyền thoại. Rồi này thì mô toát. Thú ra vào đây, thanh niên tỉnh vãi, thấy mình bật chiêu cuối là chạy luôn, rất là tỉnh, nhưng mà là rất là tiếc. Lên bảng nốt, đùa. Đồng đội của mình đánh khá là hay, Yuka vừa sau là nện mông xuống đất đánh rất là hay. Đấy, đánh thì có đồng đội ăn ý như thế này chứ. Bắt đầu team họ là lục bục nội bộ rồi, toàn có thủ thôi. Mà rõ đầu game đối phương thể hiện một trình độ rất là đẳng cấp, khi mà đi cướp rừng rất ăn ý nhá. Đấy, xong rồi còn kiếm được cột mạng và được con bùa, xong rồi rút về luôn. Đấy, ăn đánh như kiểu đấu giải. Nhưng mà bắt đầu là có vẻ hơi bị lép vế, đánh thua rất là nhiều, xong bắt đầu là chửi nhau trong game rồi. Như vậy là không tốt. Thật sự thì anh em cố gắng giữ bình tĩnh, chơi game mà giữ bình tĩnh thôi, đừng có nóng quá làm gì. Đây chơi. Thanh niên gặp mình là sợ luôn một vành rồi, không dám lên cao nữa.
mình mà lên tanh là mình băng trụ ấy, nhưng mà máu giấy quá, ui trụ bắn thấm vậy, ui ui bắn nhanh bắn nhanh vãi cả trưởng rồi, hay quá lao leo ơi, thịt đi, mình xin cái trụ thôi. Này thì lữ bộ Nakaroth, Nakaroth thôi thôi thôi, té ngay. A này chơi bạn tôi này, tôi kéo té đi. Ôi rồi, quá chiêu cuối rồi, anh lần anh chả xoắn đi chú đâu. Không xoắn đi chú đâu. Xong. Ok, nào lên đây, lên hết đây. Lên hết đây xin cái trụ nữa. Tôi đầy thẳng à. Anh em lại muốn thắng luôn à? Ok, thắng luôn thì chơi luôn. Rồi. May quá. Xong cái sạch. Trận đấu đơn giản quá nhờ. Rồi. Thì trận đấu này gọi là mình giới thiệu qua cho anh em về bộ trang phục này thôi. Thì thật sự thì khá là nhiều YouTuber khác làm về trang phục này rồi, nhưng mà mình vẫn giới thiệu qua cho anh em có thể là xem lại các vị tướng có bộ trang phục gọi là Swap, John Swap và Lữ Bố rất là đẹp. Ok, MVP và lên một sao các thủ nữa. Gần cuối mùa rồi mình mới bắt đầu leo sao. Có hiểu thật, bây giờ thì rất là nhiều anh em bỏ danh rồi, nhưng mà mình vẫn cố gắng leo nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, tạm biệt mọi người.